Rồi nóng 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 lại xuất hiện. Lại xuất hiện thêm những người mặc bộ đồ lạ nữa rồi. Rồi tiếp tục. Rồi, con chào các cô nhá. Các cô ở đâu đến đây ạ? À? Đông Hà. Đông Hà. Dạ vâng, hôm nay các cô các chú đến đây để mong hữu duyên gặp thầy Minh Tuệ đây mọi người. À, bây giờ thầy Minh Tuệ đang bước đến. À, bây giờ thì thầy Minh Tuệ cùng các sư đang di chuyển mọi người nhá. Hôm nay thì đây cho mọi người xem. Đó, các cô đã xếp thành một hàng dài. Con chào thầy. Các sư. Rất đông. Cô cho con hỏi với. Hôm nay mình là bên Phật tử ạ. Phật tử ở đây Quảng Trị. Quảng Trị. À đã đón các thầy hả? Ôi, chưa đến mà các cô đã đến để đón các thầy rồi. Sáng sớm. Ôi, con sẽ để cho con nói chuyện với cô một xíu được không? Phật tử Quảng Trị, tuyệt vời, con ra đây cho con nói chuyện với cô một xíu. Rồi mọi người ơi, hôm nay dù là chưa đi đến Quảng Trị nhưng mà bà con Quảng Trị đã đón rồi. Đây là một niềm vui rất lớn luôn. Cô có thể vô đây cho nó mát ạ? Rồi, cô có thể vô đây cho nó mát. Rồi hôm nay cô vô đây một xíu, cho nó mát. Rồi, cô là ở tầng tư Quảng Trị ra đây ạ? Vâng, hôm nay là cô di chuyển ra đây để đón thầy. Vâng, đây mọi người có thể nhá. Đây là đoàn hôm nay là có bao nhiêu đoàn, hôm nay là có bao nhiêu người ạ? 40 người. Là các cô là Phật tử ở trong Quảng Trị. Là tại sao các cô là thầy chưa đến nơi các cô ra đón rồi ạ? Ra đón để đánh giá công ty, nhưng mà ra đón rồi đợi thầy ra tới trời ơi, có nghĩa chưa đến Quảng Trị và bà con Quảng Trị đã biết rồi. Dạ. Các cô đã theo dõi cái hành trình của thầy không ạ? Dạ có. Và cũng chia sẻ với cô là đúng ra là nếu mà không mưa thì có thể giờ đến Quảng Trị rồi á. Dạ. Nhưng mà do trời mưa gió với đi nắng nôi á, rồi là cũng có nhiều người mới vô đi với thầy nên là di chuyển cũng chậm hơn. Là bây giờ các thầy mới đến đây chắc là trưa nay hoặc là chiều nay để đến Quảng Trị rồi. Dạ. Từ đây đến Quảng Trị còn tầm bao nhiêu cây nữa cô? 16 cây nữa. Vậy thì chắc chắn là chiều nay thầy nghỉ ở Quảng Trị rồi. Dạ. Nên là hôm nay các cô đi ra đây để đón thầy Minh Tuệ. Dạ rồi, chào cảm ơn các cô nhiều vì các cô đã đến đây để có thể là chưa đến địa phận Quảng Trị. Các cô đã có mặt rồi để hoan hỉ đón thầy rồi. Các cô muốn một điều gì khi mà gặp thầy Minh Tuệ ạ? Tất cả là có như đào trang vì thêm dân công ty á. Vâng. Mong muốn thầy đi đến đi ngang qua công ty á. Dạ. Là với một niềm hân hoan. Dạ. Rất là có dân hoa để mà cũng. Dạ. Chuẩn bị hương ở cuộc sống chia hoa trong vâng. Thì tất cả các thứ đó anh em kêu động dạ vâng đón dạ rất là vui rất là vui bởi vì là hôm nay người dân Quảng Trị đã ra đến tận Quảng Bình để đón thầy Minh Tuệ luôn đến đấy là cái duyên dạ. Thì chú cho xin cái số điện thoại của chú dạ. Cái thời điểm của thầy Dương á dạ. Sáng mai á là việc giống để đào trang á chuẩn bị nghỉ trưa đấy không nghỉ trưa vâng chuẩn bị nghỉ trưa đấy nên là tí đoàn mình cứ theo sau đi tí nó sẽ nghỉ trưa bởi vì là nghỉ trưa ở đây xong rồi tiếp tục sẽ lên đường vào ngày mai bởi vì là còn chóng là hành trình với thầy là cũng theo một cái hành trình dài chuẩn bị đến Quảng Trị rồi đấy. Thì hôm nay thì đoàn mình ra đây là cũng chắc là cũng muốn rằng là đảnh lễ với lại khi đến nơi thì cũng có thể là nếu mà được thì có thể xin cũng giường cơm chay gì đó à, ví dụ đó hữu duyên bởi vì là có thể là chiều nay là đến Quảng Trị rồi. Yeah. Và bây giờ là ủa các cô sao không đợi ở trong đấy để thầy vào vô mà lại ra tận đây luôn? À cũng có đợi sẵn rồi mà ra đây đón thầy nữa. Dạ yeah, cũng mong các cô sẽ hữu duyên để có thể là trong đấy có thể là sẽ một phần là có thực đồ ăn ấy, dâng cúng dường cơm chay cho các thầy. Nếu mà được các thầy nhận thì cũng là một cái điều tuyệt vời. Yeah. Rồi cảm ơn các cô đã chia sẻ nhá, cảm ơn chú nhá. Đó, đấy mọi người có thể nói rằng là đây là các cô Phật tử ở trong Quảng Trị. Đây. Bây giờ thì ở trên đường thì thầy Minh Tuệ đã tiếp tục di chuyển rồi, em sẽ tiếp tục di chuyển để có thể là quay tất cả mọi người xem cái hành trình của thầy Minh Tuệ mọi người nhá. Đây, tiếp tục ra đến chỗ thầy thì lại rất đông. Đó.
các cô là ở ngoài Hà Nội vô một đoàn tầm 70 người. Đó. Tiếp tục đi cùng thầy Minh Tuệ mọi người nhá. Đây, thầy đang di chuyển phía trước mọi người. Xa thầy, các thầy đang đi phía trước mọi người, thầy Minh Tuệ đi phía sau mọi người nhá. Đó, phía sau hàng ngàn người theo bước chân của thầy Minh Tuệ. Giữa trời buổi trưa nắng 4 đến 50 độ, thời tiết đang 4 đến 50 độ mọi người. Đây, một đôi chân trần. Em ơi đứng này đi. Tất cả đứng này.